Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Xí Kẹo nhá. Hôm nay thì cơ bản là Kẹo hơi bận xíu nên là lên video hơi muộn, mọi người thông cảm nhá. Ten ten, chúng ta có kiếm katana nè. Ok, một cây format. Lợn lờ qua đây coi nào anh em. Không biết là có ai ở xung quanh khu này không nhỉ? Qua đây thử coi nào. Uầy, vãi lúa. Đây à? Xuống xe nhanh em. Thằng này kiểu như là nhây hả? Vãi cả trưởng. Vãi cả nhây luôn anh em ơi. Thằng bé nhây không chịu xuống xe cơ. Và cái kết là lên bảng điểm số. Đáng thương vãi trưởng luôn anh em. Anh em ơi, lậm sát nó nào. Trông ngon quá nhở. Uầy, vãi lúa. Mày đùa thôi à? Xong luôn. Vỡ đầu thanh niên thứ hai. Mọi người ơi, từ ngày hôm nay Kẹo có một cái món quà dành tặng cho anh em nha. Đó là chúng ta sẽ có 26 cốt bộ trang phục Lego nhá. Thì đây một cốt một người sẽ nhập được nha mọi người. Và để cho chắc ăn thì anh em nhập mấy cái ghost code ở cuối, bởi vì là cái lượng view mà anh em xem kênh của Kẹo rất là đông nha. Đấy thì đó là bài học kinh nghiệm rồi anh em ơi. Chứ còn là anh em nhập code ở đầu là khá là khó ăn. Thì các bạn có thể là tạm dừng video lại để nhập code nha mọi người. Và nếu như mà anh em nhập được, đừng quên là cảm ơn Kẹo nhá. Và anh em có thể là chụp ảnh màn hình lại nhá. Còn bây giờ thì Kẹo sẽ tắt cái code này đi nhá mọi người. Hôm nay thì là cơ bản là hứng lên thì tặng code cho anh em thôi. Thế nên là những cái bạn mà xem trên kênh của Xí Kẹo, anh em đăng ký kênh đừng quên đó là hãy nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất nha mọi người. Đấy, lâu lâu thì Kẹo sẽ tặng code cho anh em à. Thế nên là các bạn nào mà nhấn chuông thì sẽ có cơ hội nhận được code sớm nhất nha. Rồi mọi người, đây hiện tại thì mình đang mặc cái bộ trang phục Chat Free Fire anh em. Một cái bộ trang phục mới. Cái này thì nó từ hôm Tết rồi cơ. Hôm nay thì là mùng 7 rồi anh em ơi. Và chính thức là hết Tết mất tiêu rồi. Làm gì còn Tết nữa nhỉ anh em. Xem như nào lên trên cái nhở. Vâng, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào công việc làm nó chăm chỉ hơn mọi người ơi. Phải nói là cái đợt nghỉ Tết vừa rồi thì Kẹo khá là lười. Khi mà một ngày thì chỉ ra được một video cho anh em. Thật sự luôn. Công nhận tự nhiên thấy bản thân mình lười dã man các bạn ạ. Vâng, và tầm khoảng mùng mấy thì anh em phải đi học nhở? Tôi nghe nói là chắc là cũng tầm khoảng mùng 6, mùng 7 thôi. À, Kẹo nhờ mọi người xíu này. Đó là nếu như mà anh em yêu quý Kẹo hoặc là các bạn thích xem những video của mình thì các bạn đừng tiếc một lượt like cũng như là anh em chia sẻ video này hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều này. Wow, ở dưới có người anh em ơi. Xem xuống dưới như nào vả chúng nó nhỉ. Bữa nay thì chắc là mình sẽ lại quay trở lại với công việc là anh xe ôm thôi. Hết Tết rồi anh em ạ. Mày làm sao? Mà công nhận là cái dịch bệnh virus corona thì bây giờ kiểu ra ngoài ớn quá anh em ạ. Hôm qua thì Kẹo có đi xem phim xíu thôi, nhưng mà đeo khẩu trang cho nó chắc ăn anh em ấy. Bây giờ đi đâu cũng phải khẩu trang luôn. Không phải là vừa chống bụi mà lại còn chống cả virus corona nữa anh em ấy. Không làm ví dụ mà tôi đứt thì ai làm video cho anh em xem nhở. Nói vui vui thế thôi. Wow, mày làm sao? Anh em lại toàn thích kiểu đeo đội mấy cái tóc hồng, tóc đỏ như này. Thế luôn. Mình là mình không thích mấy cái tóc nó xí sớn thế anh em. À, thằng bé ngay ngoài. Ok, mày liệu hồn với anh nha em. Nào, wow, tuổi gì? DG.tuổigi.com nhở. Mấy thằng rơm rơm này thì ăn Kẹo thế nào hả? Rồi nha mọi người, chúng ta có được 4 kill này. Vâng, và những ngày gần đây thì leo rank vô cùng là khó khăn. Mình chẳng biết là tại sao nữa, nhưng mà anh em vẫn đang được nghỉ thì phải. Thế nên là rất là nhiều cao thủ leo rank mà chơi game luôn. Kẹo chơi game toàn bị hành thôi. Không biết là anh em có bị hành không nhở. Với lại thì nghe nói là tình trạng hack thì nó cũng gia tăng mọi người ơi. Đâm ra là hơi khoai. Đấy, Kẹo chơi game toàn bị hành. Khổ quá cơ. Anh em ơi, như vậy là trong trận đấu này còn lại 19 người chơi nữa. Ok, bây giờ thì có lẽ là Kẹo sẽ tranh thủ và lút xác thôi mọi người. Chúng ta có được một cây AK. Hiện tại thì mình chơi combo súng đó là AK với lại MP40 nhá. Đây thì nó là hai cây súng mà Kẹo dùng nhiều nhất trong game Free Fire tính đến thời điểm hiện tại. Đơn giản là bởi vì là cái khả năng ưu việt
Tức là AK anh em bắn tầm trung và bắn gần rất là tốt luôn. Đặc biệt là AK rồng lửa với sát thương cao. MP40 của mình là MP40 à? Gì nhỉ anh em? À thì kẹo nhớ ra rồi, nó là MP40 cơ khí với khả năng đó là bắn tầm xa khá là tốt luôn mọi người. Vâng, 16 người chơi nữa. Mình đang chờ đợi các bạn đây. Xem như nào, kiếm tôi một cái nhá. Với cái bộ trang phục chat Free Fire thì kẹo rất là tự tin rồi. Với khả năng của con nhân vật Alok và có add thêm tính năng của Kelly nữa. Chạy nhanh vô đối luôn. Vâng, và theo phía cáp treo thì chúng ta đang xuống phía dưới khu dân cư mọi người ơi. Bình thường thì kẹo chỉ đu có nửa cáp treo thôi anh em ơi. Đu xuống dưới thì khả năng sanh mộ khá là cao. Bài học xương máu rồi. Đây, đấy biết ngay mà. Uầy, một viên đá đúc luôn. Vãi lúa. Anh lại nể chủ quá cơ càng đấy anh em ạ. Thằng bé ở trên xài luôn một cây đá đúc à. Wow. Hình như là kẹo thế nữa rồi này. Wow, vãi lúa luôn, a đúc luôn cả. Anh lại sợ chủ quá cơ anh em. Lúc này thì kẹo chỉ còn lại một con keo thôi. Uầy. Phải nói là khá căng thẳng luôn anh em. Căng thẳng thật sự luôn này. Khi mà kẻ địch có a đúc với ống ngắm X8 thì nó bắn mình cực kỳ là dễ. Còn mình thì AK này, AK rồng lửa chỉ có scope đó là 4x thì khả năng ăn nó hơi khó. Bởi vì là khoảng cách hiện tại thì nó sẽ là người có lợi hơn. Cũng như là về khoảng cách địa hình cũng vậy. Nên là kẹo xem như nào, vào trong này trước cái đã anh em ơi. Kiểu này mà chơi nó trực diện thì cũng hơi khó. Thế nên là anh em ơi, chúng ta sẽ phải chạy vòng đi. Đấy, chính xác hơn là trở thành một cao thủ móc lốp và đi móc lốp nó thôi. Ok anh em, qua đây nha. Uầy, kiểu như là thằng bé ngứa tay thì phải anh em ơi. Bắn linh ta linh tinh này, ok. Cho quả liệu choáng lên. Ở trên đấy mà thẩm du nha bạn ơi. Vậy anh em, giờ là chúng ta lên trên vả nó thôi nhở. Đấy, lên trên vả nó thôi, lo gì nhở. Kẹo qua phía này. Ơ, à bên này, bên này. Nó với bên này thôi anh em, nó không chạy à. Tưởng chạy qua bên này cơ. Uà, tóc xanh là cây này. Trông cứ như kiểu là cái cây di động ấy. Mày này, tóc xanh là cây và cái kết này. Đáng thương cho em ơi. Lâu lâu gặp mấy thiên nhiên kiểu hài vãi lúa luôn anh em ơi. Tóc xanh là cây luôn, thể lại hồn. Chẳng hiểu sao. Xuống nhau mọi người. Lợn thêm máu và tất nhiên là lấy kẻ đúc của nó đi. Vâng, lần này thì mình sẽ chơi cái combo súng là AK với lại AWM anh em. Cơ bản là mới quay được skin súng AWM thanh lịch nên là phê phết anh em ạ. Thì với skin súng AWM thanh lịch ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em đó là tăng 2 tốc bắn luôn. Wow, anh em thì đã không? Phê chưa, phê chưa? Và mình cũng tốn khá là nhiều kim cương thì mới có thể quay được anh em ạ. Dã man phết, đừng đùa. Xuống nha mọi người. Lợn lờ qua phía này coi, ok. Ơ, không có ai anh em ơi, không có ai, vắng quá nhờ. Đang tính lên xe túc túc nhưng mà thôi anh em. Nghĩ đi nghĩ lại thì với chiếc xe lam như vậy anh em à, khả năng sanh mộ hơi cao nên thôi. Kiểm tra thính coi. Wow, ăn ngay quả giáp chống nổ đã vãi luôn anh em. Các bạn thì phê chưa nhờ. 11 người chân nữa nè. Hóng coi. Phía dưới thì không có người rồi anh em. Kiểu này là cái kiểu cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh bay qua nhanh con đường. Đấy, cái kiểu cho nó người ta gọi là lên xe và đưa nhau đi trốn rồi các bạn ơi. Thế nên là tìm chẳng thấy ai nữa nhở. Ten ten, 10 người chơi. Wow, một con số khá là tròn chính này. Giờ còn lại 8 luôn. Vãi hàng thật, đã bảo là mấy ông kill nhau nhanh thế. Từ từ mấy ông ơi, từ từ tôi kiếm kill phát chứ mấy ông chơi như này chết tôi thề luôn. Đây, một con xe lam Lunar New Year anh em ơi, một con xe lam năm mới. À đâu, Luna hay là Lunar nhỉ? Mình chả giỏi tiếng Anh nữa nhưng mà nói chung là con xe lam năm mới anh em ạ. Đấy, năm mới thì với vạn điều tốt lành. Đấy, thôi, chém gió sưng sưng thế thôi. Xem như nào lên trên này. Xử lý thêm mấy thằng nữa, kiếm tôi một cái nhờ. Vâng, phải nói là nãy giờ lượn lờ hơi bị mỏi chân luôn. Người đâu thì không có thấy này. Vãi trưởng thật. Các bạn lại đưa nhau đi trốn thế này thì có mà chết kẹo không chứ lại anh em. À mà anh em ơi, anh em đăng ký kênh thì các bạn nhớ nhấn chuông đấy nhá. Nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà kẹo đăng video sớm nhất nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và dành thời gian xem video của kẹo nè.
Đây, chúng ta qua cái thính này và để coi là nó sẽ có gì đây mọi người ơi. Hóng thôi. Wow. À, cái thằng lúc nãy ở dưới mình nghi ngờ là nó đã lấy được cái cây Aduk. Thì ra là vậy anh em ơi. Tôi tưởng ai nữa cơ. Tưởng gì nhở? 80 trận nữa. Wow. Và hiện tại thì chỉ còn 1 phút nữa. Vòng bo tiếp theo của chúng ta nó sẽ được thu lại. Bo thì ngày càng nhỏ hơn và tất nhiên là trận chiến của chúng ta nó sẽ ngày càng căng thẳng hơn rồi. Giờ này thì có lẽ như là mình đang tính là lên ông nhà phát anh em. Lên ông nhà bắt con gà. À ý lộn. Lên ông nhà để cầm a đúc anh em ơi, căn sọ nó dễ hơn đấy. Kiếm bỏ lạc anh em ơi, hóng nào. Thằng nào chạy dông gái là thôi xong, xác định luôn cái kẹo nhở. Đấy. Trên này một khu vực rất là cao, rất là thoáng và căn sọ khá là dễ. Nghĩ đi nghĩ lại lại thôi mọi người. Bởi vì là trông nó cũng khá là vắng vẻ đấy. Với lại thì đứng trên đấy cũng hơi nguy hiểm. Nên thôi đây đây, có người có người. Có người ngay phía trong họng anh em ơi. Thằng bé nó vô trong nhà rồi thì phải ạ. Ok ok. Vô trong nhà rồi thì anh chạy qua làm gì căng đâu nhở. Không có bông keo. Khá là bất lợi luôn. Thôi không sao. Chúng ta có lựu đạn mà. À đủ. Thằng bé đang ngồi giúp ông nhà. Vãi. Sao đấy em ơi. Thẩm du này. Thẩm du ở trong nhà này. Mày này đầu thỏ này chạy đâu em ơi. Ui. Người không muốn làm, muốn làm súc vật. Thế thì bố mới chịu rồi. Một viên thôi. Không cần phải nói nhiều. 7 kill. Yes. Ngon lành. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi anh em ơi. Cơ bản là cái thằng sau tảng đá kia mình yêu máu rồi. Đấy. Tranh thủ lượm thêm tí bông keo này. Không tí lại than thở rằng là không có bông keo thì hơi khốn các bạn ơi. Rồi nha mọi người đây. Hòm sát thằng này nữa nè. Hóng thôi. Wow. Có thêm mấy trái bông keo này. Ngon ghê ha. Thế này thì lại có bông keo rồi. Và nhiều bông keo thì khả năng top 1 nó sẽ cao hơn nhá. Bài học xương máu rồi. Chúng ta có 6 bông keo. Wow. Khá là ngon. Và cơ hội chiến thắng thì ít ra cũng đã nâng lên đến đó là 20% rồi. Ui. Thôi thì cố gắng làm game top 1 anh em nhở. Vâng, và kẹo lợn lờ qua đây xíu cái nào. Người đâu thì lại không có thấy. Wow. Các bạn ơi, các bạn đừng đưa nhau đi trốn nữa được không. Kẹo kiếm anh em vất vả quá đấy. Nên là anh em ở đâu thì anh em báo danh mình cái. Mình chạy qua đỡ vất vả. Làm gì mà căng nhở. Phải không nào mọi người. Đấy, chúng ta sẽ lượn lờ qua đây. Bo nó thu chân đồi mà anh em chạy vòng lên là một cái chiến thuật khá là hợp lý. Ơ, có người, có người. Ui, đang bắn thằng bé ngồi xuống. Ui, hai đấy. Ok, ok. Ui, bên trên có thêm một thằng nữa luôn anh em ơi, hai đứa luôn. Nào. Ui, gì vậy? Anh em ơi, đúng là cao thủ không phải tranh thủ rồi. Thế là vỡ đầu. Sao? Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em sau nhá. Quá đen.